Nếu mà mình sớm biết là sau khi làm răng nó sẽ đẹp như này thì mình chắc là xin bố mẹ đi sớm hơn rồi. Tại vì trước mình cứ lo sợ là mài mài răng cái đau hay là còn phải tiêm hay như nào đấy, nhưng mà đây không, mình không phải tiêm hay là gì cả. Mài răng rất là nhẹ nhàng, cũng không đau một tí nào đâu. Chỉ hơi tê tê một tí thôi chứ không, mình không có cảm giác gì. Bác sĩ làm xong cho mình còn bảo sao nhanh thế. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Thảo, mình đến từ Định Hóa. Rất là lâu rồi mình bị tai nạn và bị sứt mẻ mất mấy chiếc răng cửa. Trong trong cái quá trình mà sau khi mình bị tai nạn ấy thì mình rất là mất tự tin, mà không dám bắt chuyện hay là nói chuyện với mọi người. Mỗi khi mình đứng trước gương thì mình đều rất là buồn, nhìn nhìn lại bộ răng mình không được kiểu nguyên vẹn ấy. Trước đây thì mình hồi 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 còn nhỏ mình chưa nhận thức được, mình vẫn cảm thấy rất bình thường, nhưng mà sau khi mình lên lớn hơn, mình tầm học cấp 2, cấp lên cấp 3 đi thì mình nhận thức được mình cần về bề ngoài như nào. Mình đã hỏi ý kiến bố mẹ, tìm hiểu các nha khoa nhà gần nhà ấy, nhưng mà mình vẫn chưa chưa dám, thì mình rất sợ động chạm đến răng ấy, tiêm các thứ ấy. Một thời gian sau em có thể được đứa bạn cùng lớp em đi làm răng ở nha khoa ở gần nhà ấy, thì thấy răng nó không được đều màu hoặc lại bị thâm lợi nữa. Em lại cảm thấy bế tắc hơn. Về sau thì thấy được chị gái giới thiệu cho em đến nha khoa Thúy Anh. Tại vì chị ấy trước cũng làm ở đây rồi, em thấy răng của chị ấy rất là đẹp. Điều đầu tiên khi mình bước vào nha khoa Thúy Anh là được các chị rất là hòa đồng, nhiệt tình. Và sau đấy mình được bác sĩ Huy tư vấn rất là tỉ mỉ, kiểu kiểu cái cảm giác đau đớn hay sợ đấy mình tan biến hết luôn. Được bác sĩ Huy tư vấn cho phương pháp dán sứ vernier, có nghĩa là không kiểu không không phải mài răng nhiều ạ, có nghĩa là chỉ mài một ít bề mặt bên ngoài, em không cảm thấy đau đớn gì cả. Trong cái quá trình mà bác sĩ làm cho em thì em không thể cảm thấy đau ạ. Em chỉ cái lúc mà mài răng ấy nó chỉ hơi tê một tí thôi chứ không không phải là đau, mà chỉ là nó hơi tê một tí thôi. Bác sĩ làm rất là nhanh, không thấy mỏi hay là gì cả. Trong 3 hôm mà em đợi chờ răng để lắp ấy, thì em thấy rất là vui, bảo là mình sắp được có răng đẹp rồi. Sau khi mài em cứ nghĩ là cứ để đấy, xong rồi để 3 ngày sau mới được lắp, là nhưng mà không phải, mà là bác sĩ Huy đã hàn tạm cho vài cái răng tạm ở đấy, mình vẫn có thể cười được. Sau khi mình được lắp ba ba chiếc răng sứ, hoàn thiện chiếc răng của mình rồi, thì đầu tiên là mình chỉ thích cười đấy, lúc nào cũng thích cười. Khi mình về nhà thì các anh em họ hàng thì nhìn bảo ôi sao sao làm đẹp thế, nhìn như thật ấy, nhìn giống thật ấy. Kiểu cho các bác ấy xem thì các bác bảo, đối với các bác bảo chiếc răng của cháu cháu chỉnh sửa ấy, bác không nhận ra, và nhìn thật ý như thật luôn ạ. Sau khi về mình em lúc nào cũng chỉ muốn soi gương thôi, nào cũng chỉ muốn nhe răng nhìn gương ấy. So với trước đây mình không không muốn nhe răng ra cười luôn ạ. Bây giờ thì cứ nhìn trên gương là cười tê tê cả. Không à, hôm sau mình đi đến trường thì các bạn hỏi là Thảo ơi mày làm răng à? Nhe răng tao xem nào. Các bạn khen bảo ui tao không nghĩ là đẹp này đâu. Đẹp hơn cả răng thật. Khi được các bạn khen thế thì em cảm thấy rất là vui và cảm thấy bác sĩ Huy rất là tuyệt vời ạ. Em thấy quyết định này, lựa chọn lần này rất là đúng đắn ạ. So với việc trước đây mình không dám cười ấy, răng mình xấu,
Xong son mới hiện tại răng mình đẹp hơn thì mình cảm thấy rất là tự tin. Mình giao du kết bạn với được nhiều người hơn ạ. Trước đây thì mình không dám nói chuyện là các bạn cũng kiểu không thích mình ạ. Mình ít nói quá. Sau khi mình làm xong thì các bạn nói chuyện mình hơn. Mình cảm thấy yêu đời hơn ạ. Nên nói cái răng cái tóc là các con người. Nên là cái răng rất là quan trọng. Em thấy sau khi làm xong thì cảm giác tự tin hơn hẳn. Còn không không kiểu mà nhút nhát như trước nữa. Hồi trước là em rất là nhút nhát ạ. Người ta bảo là sao em ít nói thế. Nhưng mà người ta đâu biết là kiểu em bị mẻ răng thì em không không thể nào mà nói được. Nói sợ người ta để ý. Mình khuyên các bạn là nếu các bạn đang gặp tình trạng như mình hoặc là những tình trạng mà khiến cho nụ cười của các bạn kiểu mất tự tin ấy, các bạn nên tìm đến các nha khoa để sửa lại chiếc răng thì mình sẽ cảm thấy rất yêu đời hơn.